Anh tóc lại thôi đi, nó là bắt hẳn bông. Cái Đà Lạt đi bộ đi, người Đà Lạt phần lớn là bông rất to. Thật, hồi đi quan sát rất là lạ. Tức là người ta phải trèo, người ta phải bước. Nhưng mà làm sao mà đoạn bằng ở đây được đúng không? Ừ, đây nó bước còn cao hơn. Cao. Và những nhà treo cao. Bắt ra thì đứng về mặt gọi là suy luận logic thì nó phải bông to. Ở đây có thể là đói ăn. Alo. Dạ, đây có phải số của anh Hồng không? Vâng, ai đây ạ? Anh Hồng ơi, em là Tuấn, đang công tác ở bên Viện Y học Cổ truyền Quân đội Trung ương Việt Nam. Em trao đổi với anh 1-2 phút được không anh? Về cái lĩnh vực gì anh? Anh Hồng ơi, kể trên Viện Y học Cổ truyền Quân đội Trung ương Việt Nam đã thành lập được hơn 40 năm nay anh ạ. Sau 40 năm do bên các bác giáo sư tiến sĩ cô đi sưu tầm nghiên cứu in ấn thành công ra bộ sách tư liệu đang viết về cẩm nang cây thuốc vị thuốc Việt Nam anh nhở, và hướng dẫn mới nhất về chi tiết cách phòng chống các bệnh thường gặp và các bệnh sơ cứu tại nhà đây anh, và để phòng tránh các bệnh ung thư và các bệnh tim mạch, tiểu đường, thoát vị, đế điểm, gan nhiễm mỡ và các bệnh xương khớp và bệnh tai biến anh nhở. Và hướng dẫn mới nhất về cái chế độ ăn uống phù hợp để nâng cao sức khỏe cho mọi người và mọi nhà, đang kết hợp cho bên Đông y và Tây y anh ạ. Và cũng có hình thành màu minh họa để chúng ta nhận biết những loài cây thuốc quý và những rau củ quả và những món ăn kỵ nhau để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày cho bên các gia đình, các anh, các chị để anh Hồng ạ. Là bao quát đầy đủ trong một bộ là một cuốn, có chút kinh phí là 390.000 cho bên Bộ Y tế phát hành đấy anh. Là đợt này thì các bác đang liệt kê danh sách đang chuyển về cho bên các gia đình, các anh, các chị đấy ạ. Thì trước tiên em cũng mời anh Hồng trang bị cho gia đình nhà mình trước tiên là một cuốn được không anh? Vâng, nhưng mà tôi thì tôi cũng có đủ kiến thức rồi anh, tôi cũng bác sĩ anh ạ. Cho nên là vâng, thôi em anh cũng biết. Anh cũng đừng mất thời gian nữa đi.
Không có, nó mất thời gian điện của anh. Rồi cảm ơn anh nhá. Vâng, chúc mừng các anh nhá. Chúc mừng các anh. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Giọng quảng cáo cũng hay. Bây giờ lắm dạng quảng cáo. Túm lại là bán sách. Bán sách rồi là đọc không kỹ, soát không kỹ, in chỗ nọ nhầm chữ tác thành chữ tổ, rồi đọc thì bà con dùng sai hết thì chết. Giờ các thầy giờ hưu rồi bắt đầu ngồi viết sách thì bán ấy mà. Rồi cũng quý nữa thầy nhưng mà mình nhiều sách quá, mình đọc mình mệt quá giờ không đọc nữa, giờ chỉ đi chơi. Bye.